Ok, xin chào tất cả các bạn nhé. Vừa rồi thì mình có làm một video về trò chuyện với cả Trang các bạn ạ. Thì bây giờ anh em mình sẽ di chuyển ra cái vườn trước của nhà Quỳnh nhé, để thực hiện món gà hấp gấp muối, muối xả ớt các bạn ạ. Anh em đang chuẩn bị bếp này các bạn này. Bên trong thì có bếp ga với cả bếp củi bên trong đấy, nhưng anh em mình muốn đem đến cho các bạn một cái không khí trải nghiệm, một cái cuộc gọi là gần như kiểu picnic nhỏ ấy, tại một cái không khí rất là trong lành ở trước cửa nhà Quỳnh các bạn ạ, để đem đến cho các bạn một cái trải nghiệm nó thực tế một chút, chứ vào trong bếp các thứ thì nó lại không hay. Bây giờ anh em mình sẽ đi ướp gà và chuẩn bị nhá. Đây là đội tem anh em mình đây, rất là vui các bạn ạ. Thoải mái em ạ. Đấy, em thái thái ừ, thái lát ra giúp anh. Đó, Quỳnh đang giúp anh cái nồi rồi đây. Cái nồi sạch rồi đúng không? Em để đây để ướp gà, xong tí mình sẽ hấp. Mỏi chân không? Trang ngồi thấy mỏi chân không? Nếu mà sao thì có thể ngồi bệt xuống. Tưởng anh đi lấy ghế chứ đúng không? Có gà này, không phải vịt đấy này. Biết thế không biết về đây, về lấy gà của bá. Gà bá ngon lắm. Biết đâu mà gà nó giống cái đây, gà kia. Hôm nay anh em mình sẽ làm hai chú gà các bạn nhé. Hai chú gà ta mình sẽ tẩm ướp đã. Quỳnh đang chất bếp các bạn ạ. Anh em mình sẽ kê một số hàng gạch này nữa, sau đó là sẽ hấp nhé. Món này dự kiến rất là ngon đấy Quỳnh ạ. Quỳnh ăn trưa khá là no rồi. Thì em bây giờ thấy ngon, em không thấy ngon nữa. Tí ăn nửa con anh bảo nhá. Em không ăn được đâu. Không ăn được đâu à? Còn sót mỗi phao câu. Em còn phải giữ dáng đúng không? Em yên tâm làm nữa, khoảng hơn tiếng nữa em đói rồi ăn được. À, cho anh mượn cái gia vị của em này. Đây các bạn này, trong này thì có ngũ vị hương nhá, cùng có 5 gia vị. Ngũ vị hương đó, sau đó là mình cho ớt này, hành khô, hành tươi và một chút tỏi, cũng như là một hai cái viên gọi là hạt dổi lép các bạn nhá. Và đây để bây giờ anh Trang sẽ tẩm gia vị vào chú gà này, đúng rồi. Còn thừa bao nhiêu mình sẽ nhét vào trong bụng nhá. Quỳnh ơi, em thái giúp anh một ít xả. Thái mỏng mỏng ra để cũng tẩm được. Ừ, em cứ đổ hết vào đấy. Cứ đổ hết vào đấy xong mình xoa vào con gà ấy. Thái xả ở đây đấy gì? Ừ, đúng rồi, thái mỏng mỏng ra đấy, thái vào cái bát này xong đổ đây. Cẩn thận cay tay nha. Cứ xoa đều hết vào chú gà này. Cái ngũ vị hương này thì màu vàng rất là đẹp các bạn ạ. Nó có cả bột nghệ mà. Mình cho một chút bột nghệ nữa nên là nó sẽ là vàng, nhìn cái màu gà nó sẽ đẹp hơn. À, điều đầu tiên để nó ngon nhá các bạn nhá. Thì mình sẽ chuẩn bị muối này. Đâu gói muối của anh đâu nhỉ? Muối trắng ấy. Cho anh mượn gói muối với Quỳnh ấy. Đây này các bạn này. Gói muối này thì muối bình thường thôi, nhưng mà các bạn phải chọn cái cửa hàng nào bán cái muối nó màu trắng các bạn nhé. Và nó không bị chảy nước. Trắng thì đến cái lúc mà nó sẽ không bị chua nhé. Bởi vì trong cái muối này bình thường nó sẽ có phèn. Phèn chua thì nó sẽ hấp lên con gà này và ăn nó sẽ có vị chua, nó sẽ không ngon. Thì các bạn chọn cửa hàng nào muối nó phải trong sạch trắng nhé. Mình sẽ chuẩn bị 1 kg muối này. Hai chú gà này chỉ cần 1 kg thôi. Khi mà tẩm ướp gia vị vào chú gà này, sau đó là mình sẽ rải một lớp muối trắng bên dưới nhé. Một lớp muối trắng bên dưới, sau đó là xả này các bạn này. Xả thái nhỏ này ra để tẩm vào gia vị. Còn gà còn thừa bao nhiêu thì mình sẽ dập nát ra và để rải một lớp lên bên trên của cái muối, túi muối đó. Sau đó là sẽ để gà lên nhé. Và hấp cách thủy không có nước các bạn nhé. Hấp trong vòng 25 đến 30 phút thì gà nó sẽ rất là ngon. Vì gà này cũng là gà non mà, khoảng 1,5 cân thôi. Đó. Quỳnh với Trang có ăn được cay không? Em ăn cay đỉnh luôn. Quỳnh, Trang. Có, em ăn cay. Ừ, được. Cô gái mang cũng lăng thả thính. Đây, các bạn ơi, thơm quá các bạn ạ. Đó. Đó, cho một chút xả vào nữa. Cái xả này nó không tầm thì em cho vào trong ruột nó giúp anh. Ruột con gà này. Bây giờ cầm con gà lên, cầm một khăn con gà lên xong là thừa bao nhiêu cái gia vị này mình cho hết vào trong bụng nó. Cầm từng con một cũng được em ạ. Này, toàn cảnh của anh em mình đây. Ba đồng chí nam giới này chuẩn bị bếp xong là được ngồi rồi. Ngồi để chuẩn bị thưởng thức em Quỳnh với em Trang làm thôi nhỉ. Thì rất là sướng đấy. Không phải làm gì cả, chỉ đợi hai người đẹp này. Đã đẹp thì làm đồ ăn ngon, thưởng thức. Cho hai người đẹp chủ tài. Hai người đẹp chủ tài. Nhét hết vào trong bụng.
Được rồi, sang bên này xem là Quỳnh nhóm bếp đến đâu rồi. Cháy chưa Quỳnh? Được rồi, thêm đây thêm ạ, không cần phải quá nhiều củi đâu. Quỳnh chè củi xem là cần tập chặt vào tay nhá. Tí nữa bộp phát vào tay. Đấy, bảo tay anh Long. Quay Quỳnh mọi góc độ cho đẹp ạ. Em góc nào cũng đẹp. Em không có góc nào gọi nó chết cả. Còn Quỳnh này thì trên kênh của mình xuất hiện rất là nhiều các bạn ạ. Mặt người ta gọi là gương mặt thân thuộc hay gọi là gương mặt chai sạn trên kênh. Cứ của mấy video lại có mặt. Không bao giờ anh chỉ hy vọng có video Quỳnh cưới chồng thôi. Em á. Lúc đấy Quỳnh sẽ ăn mặc quần áo dân tộc Tày đúng không? Em không biết. Rất là xinh. Đúng rồi lại còn em không biết. Em chỉ mặc váy dân tộc Tày. Lấy người Kinh thì sao? Lấy người Kinh em vẫn phải mặc dân tộc. Mặc xong là về người Kinh lúc đấy em thay nào phải thay. Nó là truyền thống. Em có lấy chồng bao giờ đâu mà em biết. Em biết. Đông. Người ta đã gợi ý như thế rồi. Thả tim. Chưa bị đâu. Quỳnh hai mấy ngày Tết được nghỉ? Em 24. Tết Trang 26, Quỳnh 24. 26 hai đâu? Bạn này học cùng trường các bạn ạ. 24 là 18, 24 là thứ bảy đúng không? Ôi giời, 24 thứ bảy thì học trong thứ bảy chả được nghỉ à? Thì nghỉ từ hôm 24, chủ nhật 25, 26. 26 là thứ hai tuần sau. Nói chung là bạn Quỳnh này thì học thì dốt nhưng mà cái lịch nghỉ thì lắm rất là chắc. Nào biết. Đấy, còn Trang kia chăm học hơn nên là chả để ý cái ngày nghỉ gì cả. Anh nói thế lại. Lại đúng quá. Rồi, bây giờ là khâu quan trọng nhất các bạn ạ, tẩm ướp gia vị rồi thì làm thế nào để cho cái lượng muối nó vừa đủ mà ngon để có thể hấp được thành công cái món con gà hấp muối xả ớt này các bạn nhé. Bây giờ Trang sẽ cầm hai chú gà cao cao này một chút, Quỳnh đổ hết vào cho anh. Đổ chan ra, em chan ra. Xả san phẳng ra. Ui xem có cục gì đây. Ui dồi, cục sạn. Muối này thì muối này là trắng rồi, không ít là được, như này là quá nhiều rồi. Các bạn yên tâm nhé, như các bạn cứ tưởng tượng là cho một cân muối vào hai chú gà để rất là mặn, nhưng mà hấp này thì nó sẽ không ngấm vào gà đâu các bạn ạ. Mà cũng không cháy được bởi vì muối này nó nước mà, nó sẽ hấp nó sẽ ra một chút nước, cũng như gà sẽ ra một chút nước, thì quan trọng là cái muối này nó dẫn nhiệt rất là tốt các bạn ạ. Như bình thường nhá, bình thường mình hấp gà thì hấp khoảng 30 đến 35 phút, nhưng mà riêng hấp với muối thì mình chỉ hấp 25 đến 30 phút là chín rồi các bạn ạ. Mà cái lượng lửa này quan trọng là mình để cái lượng lửa này nó phải liu riu thì các bạn nhé. Chứ các bạn đun quá to thì nó sẽ cháy muối và gà này chưa kịp chín. Đây, Quỳnh là tận vỡ bát nhá. Quỳnh đập dập xả lên xong là giải cho anh một lớp lên trên này. Món gà này thì rất là đơn giản các bạn ạ. Các bạn có thể làm tại nhà hoặc là làm ra ngoài nhà anh em mình này. Rất là vui. Là 5-3-15. Cho hết vào cho thơm Quỳnh ạ. Trang cầm 2 con gà, 3 cân. Tập tạ luôn. Về tối nay thì tay to. Xong tí đi rửa tay nhá. Không tí anh sợ cay tay em. Nóng tay đấy, bởi vì em vừa cầm mỡ ớt này. Ôi để anh đập vào đây cho, để mình có thể bắc lên. Đấy. Cho hết vào Quỳnh ạ. Quỳnh chơi hẳn cái bát đập kia. Mấy đứa bố mẹ về Tết này bảo sao bát nó lứt hết. Mà giờ này chắc nó ăn không rửa bát nó đập đi. Rồi ok đây các bạn nhìn này. Đó. Có lá chanh Quỳnh chưa? Chưa. Ừ hái cho anh ít lá chanh. Rồi Trang em để vào xuống dưới cho anh. Đấy bây giờ em để cho nó cân bằng, nó gập gập lại một chút. Cân bằng đều đều ra để chín sẽ đều. Ok thì các bạn ơi, đây này các bạn này, một lớp muối, một cân muối nhá, mình giải đều ra. Các bạn lưu ý là phải mua muối thật là trắng, càng trắng càng tốt thì nó sẽ không có độ phèn chua lên nhá. Sau đó giải một lớp lá xả lên, một lớp ngang lên, sau đó là đặt gà nhá. Gà mình đã tẩm ướp gia vị như vừa mình đã nói rồi. Quỳnh đang đi hái lá chanh các bạn ạ. Quỳnh đang bên xa phía bên kia đang hái lá chanh để sẽ vo lá chanh nhá và rắc lên đều lên cái ham gà này. Đến lúc hấp xong nó sẽ rất là thơm. Đó. Đây các bạn này, Quỳnh đi hái lá chanh về rồi. Bắt đầu mình sẽ vò ra nhá.
vò lá lát ra để cho nó tước cái lá chanh ra để nó sẽ thơm cái hai chú gà này. Nhưng em rắc đều cho anh vào trong cái nồi thì ok. Mình sẽ cho thêm một chút hạt dổi nữa các bạn ạ. Tường ở bên kia đang giã hạt dổi, cho thêm một chút nữa cho nó thơm trước. Thơm không? Chanh thơm không? Thơm nhỉ. Ôi sao tắt mất rồi. Nên đông phá hoại thì tắt bếp mất rồi. Đông phá hoại nhỉ? Em đang thay than. Đang mới than rồi đó. Đây mà cái ghế đây mà. Trang sau một lúc làm mệt quá ngồi thở rồi. Giới thiệu với mọi người vẫn là gương mặt quen thuộc Cu Thóc Tây Bắc. Để lập... tất cả mọi người nha. À, Cu Thóc lập kênh rồi các bạn nhé. Các bạn vào Cu Thóc Tây Bắc đăng ký kênh ủng hộ Quyền nhé. Được rồi, Bắc lên đây mình. Đây, ok, anh em mình sẽ Bắc lên bếp đấy các bạn ạ. Nhỏ sợ nó rơi đấy. Không rơi sẽ được. Ôi, đông làm tắt bếp rồi, củi nó hơi ẩm. Nghe. Đấy. Cái không khí bên ngoài này thì trong lành các bạn này. Có rừng cây núi. Sau đó là bắc một cái bếp đây thì có hơi ấm tỏa ra. Cái mùa đông lạnh này thì rất là tuyệt vời các bạn. Không khí rất là hay. Mình đang quay qua chỗ này nhìn khói khói sương sương. Nhìn rất là ảo diệu. Tướng ơi, có cầm sáo đấy không? Thổi vài đi, đang trong lúc hấp gà. Đây nha bạn, các bạn nhá. Tường này đấy. Nghệ sĩ Sáu Trúc Lục Yên. Sáu của em làm xong nha anh Cường. Sẽ thể hiện một vài ca khúc về Tây Bắc các bạn nhé. Như các bạn cũng một số anh chị ấy yêu cầu mình là lồng những cái nhạc hay của Tây Bắc vào ấy. Nhưng mà nhạc mà trên mạng thì sẽ dính bản quyền các bạn ạ. Thì YouTube người ta sẽ không công nhận là cái nội dung của mình sáng tạo ra. Thì rất là nguy hiểm các bạn ạ. Nên là anh mình cũng chỉ dám sử dụng những cái bài Sáu Trúc tự thổi thôi. Bây giờ mình sẽ anh em mình trong cái giai đoạn là chờ gà hấp chín thì sẽ được bạn Tường tổi thẳng, sẽ tặng một số ca khúc nhé, thổi về Tây Bắc Tường nhé. Không có nhạc chèn đâu, không có, chỉ ở nhạc thổi chay thôi chứ không có nhạc đệm. Thổi Hồng Nhan Bạc Phận gì đấy. Sợ bản quyền cũng được. Cứ bài gì hay thì thổi. Hôm trước em thổi bài gì nhỉ, mà hôm anh ốm quá không quay được nhỉ. Mấy bài hay mà. Quỳnh như đưa đám. Buồn thiu buồn thiu. Kiểu tâm trạng nghe sáo. Cường này thổi yếu thế, thổi to lên. Vỗ tay. Hay quá. Quỳnh ơi. Quỳnh ơi.
lửa đun, nghe sáo, không khí trên Tây Bắc nữa. Một cái cảm giác rất tuyệt vời các bạn ạ. Hy vọng là cái video này mình đem đến cho các bạn, thứ nhất là về ẩm thực, một món ăn rất là ngon. Thứ hai là các bạn cảm nhận được cái vùng núi Tây Bắc của mình nhé. Nghe sáo mèo Tây Bắc rất là hay các bạn ạ. Hồng Nhan Bạc Phận à? Gốc này đẹp. Quỳnh ơi, cha xong chưa? Em có biết là cãi sư huynh em thì rất là có sai lầm nhẹ không? Cha yên bái xem. Yên bái đông bắc mà. Thế thì đâu ạ? Anh nhìn đây. Quỳnh làm nước chấm. Nước chấm này thì bọn mình làm đơn giản đấy các bạn ạ. Nó có bột canh này, một chút mì chính, ớt và chanh nữa. Là một chanh ít nữa. Ấy nhờ cái bát bảo để lại một ít hạt dổi đâu nhỉ? À, hạt dổi em để bên kia. Ừ, để cho nó thơm. Đấy. Chấm đấy thì... chấm chanh này chủ yếu cho nó chua, ngon. Anh lấy một quả chanh thì ấy thì kiểu gì? Không, em bắt mỗi bên một nửa. Nước ra được rồi đấy. Tí đã, chưa được không? Bình tĩnh đấy. Sẽ cho một chút mì chính vào các bạn ạ, ít thôi em ơi. Được rồi, ok, đó, được rồi. Mì chính vào để cho nó ngọt. Rồi, đậy vung vào. Đậy vung vào. Đậy vung vào. Thơm lắm rồi. Bây giờ bắt anh đi học ở đâu ấy, viết chữ ở đâu này? Bắt vía của anh đi học mà. Chẳng qua bây giờ anh không thích nên anh không theo thôi. Anh sắp rồ ở nơi này. Ơi, bây giờ thì của anh em mình xem nào có chín không nào, mở nào, mở. Wow. Các bạn để ý này, bên muối bên dưới nó vẫn màu trắng các bạn nhá. Và gà thì wow, thơm kinh khủng luôn các bạn ạ. Thơm lắm. Ôi, rất là thơm các bạn ơi. Khói này mình quay hơi mở ống kính một chút. Quỳnh thấy thơm không? Chấp ơi, thơm lắm ý mọi người ạ. Chưa, mới ăn xong bây giờ thấy đói chưa? Đói rồi. Đói rồi. Đấy, một món ăn của mình rất là thành công các bạn ạ. Thành công mỹ mãn luôn. Ui, này, cái miếng gà nó mềm à. Quỳnh ơi, em ấy lá chuối xong em cầm ra cái mâm này đi. Mâm con gà ra cái mâm này cho mình sẽ chỉ các bạn cái muối nó như nào nhá. Cẩn thận không bỏng. Có một cái cánh nó ấy, cánh hoặc cái đầu nó ấy. Cầm được không? Cẩn thận, nó dính vào cái ấy đấy. Hai tay, hai bên. Đây, dính vào đây này. Đây, cầm cái chân đứng dễ hơn này em. Đấy, cầm cái chân này. Yeah, anh cầm cho vào đây. Đấy, em cầm phát lên là lên luôn. Nên xong em để vào mâm nha. Wow, đây, để anh quay. Ngon quá các bạn ơi. Mà để vào mâm đi. Wow, một chú. Đây các bạn ơi, sản phẩm của anh em mình này. Rất là thơm rồi, hai chú gà đang để lên mâm. Còn đây nhá các bạn nhá, đây là em ơi em lấy con dao gửi gảy cho anh xem nào. Để các bạn này xem nó có bị cháy không. Đây các bạn nhá. Đấy, góc bên này thì cái mỡ ra này, mỡ nó chảy ra này, những cái xả lá chanh nó vàng hết rồi. Còn muối thì vẫn còn nguyên các bạn nhá. Yên tâm mình làm sẽ đẹp hết, yên tâm. Cho mấy quê hương nữa nhá. Cười tươi một chút nhá. Đúng tiết nhỉ. Chúc tôi. Mấy xinh nhá. Đây các bạn ơi, cuối cùng thì anh em mình cái món gà hấp muối xả ớt này đã thành công tốt đẹp các bạn ạ. Đây là nước chấm nhá. Và hai chú gà đã vàng ươm rồi, rất là ngon. Và đây là đội anh em mình đi, hôm nay gồm có 6 người. Mình là chủ kênh thì gương mặt mình không được xuất hiện trên kênh nhiều các bạn ạ. Đây là Cú Tóc Tây Bắc này. Bên này là Trang, rất xinh gái. Đông nhá, Đông có một kênh YouTube đó là Spiel Lục Yên nhá. Chuyên giới thiệu với các dòng đá, sản phẩm đá rất là nổi tiếng ở trên Lục Yên. Còn đây là gương mặt quen thuộc của chúng ta, Quỳnh Búp Bê. Và chào. Nghệ sĩ Sáo Trúc Lục Yên. Mời mọi người nhé. Anh em mình mời tất cả các bạn dùng bữa với anh em mình nhé. Mời mọi người nhá.
nếu mời thấy kênh mời mọi người nhá. Nếu thấy kênh hay thì hãy nhấn chuông đăng ký và ủng hộ bọn mình nhá. Đấy, em Quỳnh đang kêu gọi tất cả các bạn nhé. Các bạn xem video hãy ủng hộ anh em mình nhá, đăng ký cũng như là nhấn chuông. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.